chính lộ đưa con vào cõi sống. Ta thật là dòng sông con thỏa tình ta mon, ta thật là tình yêu cho hồn con thốn thơ. Ta là của con, sao lòng con chưa yêu ta? Ta thật là bên bờ cho con niềm hạnh phúc. Giữa đời nhiều nỗi trôi, con thân tình thao thức, mong tìm một tình yêu như tình ta hẹn ước, sẽ tràn niềm vui trong nguồn thiên ân bao la. Này con ta ơi, ta vẫn
neo đơn ở buồn tinh, như chiếc xuồng ghe trôi bập bình, gặp phải biển sóng chân dình, cạn dầu hừa máy nó lênh đênh, dập dình sợ quá hà mà bến bờ còn xa. Chuỗi ngày buông túi là đây, mắt mờ chân chầm là dây, đau lưng nhức mỏi liền miệng, nằm đứng không yên. Ê à, ăn uống cũng thấy phiền, ra vào bất tiện quá đây. Ai qua cầu mới nhíu cho đời tôi. Mẹ ơi, cuộc đời ai mà không có mơ ước, ước nhiều lắm, nhưng mà ít nhất tôi ước ước được bình yên sống tuổi già, có con có cháu tề gia, gọi phong chạy qua thăm nhà. Ngoài đời vừa trốn nhân sinh, người ta có câu già chết bằng nhau, tôi thấy đúng là anh em. Tuổi trẻ thường thèm quần áo mới, để đặng xe xua với người ta. Tuổi già thèm trà thành tráng canh, có thêm kẹo bánh cũng đỡ buồn. Ôi chào, nói vậy chứ ăn được nhiều, có cơ cho sắp nhỏ nó đến thăm với mình, đặng mình vui, khỏi cô đơn buồn tuổi già vậy mà. Chứ còn ăn, rằng có đồ ăn. Tuổi già neo đơn đâu về đâu, nghĩ đến bộ răng thế mà sầu, nghĩ thời cái túi mày rầu. Giỡn chơi hả? Hét ra lỡ đó, chứ đâu phải bây giờ. Giờ còn hét, mà hét ra khói dây thì gió rồi hả? Tuổi già neo đơn buồn tinh, như chiếc xuồng ghe trôi bập bênh, gặp phải biển sóng chân dình, cạn dầu hừa máy nó lênh đênh, dập dình sợ quá hà mà bến bờ còn xa. Chuỗi ngày buông túi là đây, mắt mờ trắng trầm là dây, đau lưng giật mỏi liền miệng, nằm đứng không yên. Ăn uống cũng thấy phiền, đi thì trong gãy rùng cặp cặp già quá. Ai qua cầu mới hiểu cho đời tôi. Và hỏi tôi ước gì đó hen, tôi ước nhiều lắm á, nhưng mà ít nhất ước được bình yên sống tuổi già, có con có cháu tề gia, gọi phong chạy qua thăm nhà. Ngoài đời vừa trốn nhân sinh, người ta có câu già che bằng nhau, tôi thấy đông ngần em. Tôi che thường thèm quần áo mới, để đặng xe xua với người ta. Tuổi già thèm trà thành chén canh, có thêm kẹo bánh cũng đỡ buồn. Ê da mẹ ơi, ăn được nhiều, mỗi lần tụi nó đến á, mang nào tôm hùm, cua, cá, đủ thứ gì đâu mà mình sợ mau mỡ cholesterol, cho sớm cho được vậy. Tuổi già neo đơn đâu về đâu, nghĩ đến bộ răng thấy mà sầu, khi thời cái túi mày sầu. Giỡn chơi hả? Hét ra lửa đó, chứ đâu phải bây giờ răng cỏ đâu mà hét. Giờ còn hét, nhưng mà hét ra khói không hà. Giờ còn ham vui gì nữa, chuẩn bị xuống ló còn đâu. Giờ còn ham vui gì nữa, xin được chết lành trời ơi. Giờ còn ham vui gì nữa, tội lỗi thiện tai thiện tai. Giờ còn ham vui gì nữa, tội lỗi thiện tai thiện tai. Giờ còn ham vui gì nữa, tội lỗi thiện tai thiện tai. Ngày mới cho chúng con thật nhiều, ngày con rất nhiều, ta đến đây thật nhiều thật nhiều. Bài lá lá cái gì đó, cái bài ca hoa quả gì còn nhớ không? Thân hôn đón chào bằng con tim yêu mến, thân hôn đón chào bằng câu ca thiên hạ, thân hôn kính dân lời ca vang thiết tha, thân hôn kính xin ngàn muôn lần thiết lần, thân hôn đón chào. Thank you.
đây càng trẻ đẹp ra. Bà hát bé nó cứ tròn mắt. Đã tài nữa. Xin kính chào ngàn lời chào reo vang. Xin chúc mừng ngàn lời mừng hân hoan. Dâng tiếng chào hòa ngàn lòng thâm thiết. Cầu chúc mừng hòa tình bên chiều tràn. Anh ơi buồn mà chi khi làm kiếp người, vươn lên em ơi sao ngậm ngùi ngồi du tình lỡ. Đời còn xanh sao dần đời bước đi hoang, khóc hoài để ướt đôi mi, buồn mà chi phút giây từ ly. Ca lên anh ơi buồn đời ta muôn ngàn ước vọng, đi trong gian nan ta mỉm cười người đang chào đón. Đường trần gian có lọc lời với điêu ngoa, có nhọc nhằn với chia xa, là đường đi cho ta trên đời. Ta yêu người, cùng ta dòng chơi trong trời, cùng vươn lên cho dù đời muốn sao đắng. Mai sau đời người dù có lao đao, ta chỉ biết có hôm nay, còn ngồi nói với nhau lời nặng. Vui lên anh ơi buồn mà chi khi làm kiếm người, vươn lên em ơi sao ngậm ngùi ngồi du tình lỡ. Đời còn xanh sao giận đời bước đi hoang, khóc hoài để ướt đôi mi, buồn mà chi phút giây từ ly. Ca lên anh ơi cuộc đời ta muôn ngàn ước vọng, đi trong gian nan ta mỉm cười người đang chào đón. Đường trần gian có lọc lời với điêu ngoa, có nhọc nhằn với chia xa, là đường đi cho ta trên đời. Ca lên anh ơi cuộc đời ta muôn ngàn ước vọng, đi trong gian nan ta mỉm cười người đang chào đón. Đường trần gian có lọc lời với điêu ngoa,
khó nhọc nhằn vớt chia xa là đường đi cho ta trên đời. Ta yêu người, cùng ta dòng chơi trong trời, cùng vươn lên cho dù đời muốn sao đắng. Mai sau đời người dù có lao đao, ta chỉ biết có hôm nay, còn ngồi nói với nhau lời này. Vui lên anh ơi, buồn mà chi khi làm kiếp người. Vươn lên em ơi, sao ngậm ngùi ngồi rú tình lỡ. Đời còn xanh, sao giận đời bước đi hoang, khóc hỏi để ướt đôi mi, buồn mà chi phút giây từ ly. Ca lên anh ơi, cuộc đời ta muôn ngàn ước vọng, đi trong gian nan ta mỉm cười người đang chào đón. Đường trần gian có lọc lời với điêu ngoa, có nhọc nhằn với chia xa là đường đi cho ta trên đời. Rằng chúng ta phải sống có nhau. Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Vỗ tay nhá. Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với anh em tôi, không phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Không ai là một hòn đào, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Chà hát hay không? Hay. Úi giời, chà thích quá. Hoàng hồ cha này một cái, hoàng hồ cha này nào chung mình hoàng hồ, nào chung mình hoàng hồ, nào ta hoàng hồ. Hoàng hồ. À, như vậy là cha thấy thật mà nói, cha không bao giờ nói sai. Kỳ trước cha đến đây, cha thấy bầu khí trước nó khác bây giờ. Bầu khí bây giờ cha nhìn thấy các bà ngày càng trẻ, ngày càng đẹp và miệng lúc nào cũng cười. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc. Rồi đây, giờ đây nhóm rất muốn một ca sĩ nổi tiếng từ xưa đến nay và nay cũng rất là nổi, xin mời chị hát tặng cho các cha cũng như mọi người một bài. Dạ, con xin hát bài Sức Sống Không Phai Tàn. Sức Sống Không Phai Tàn, chúng ta cho một tràng pháo tay. Bài này cha rất thích bởi vì cha chọn bài này lâu lắm rồi mà cha chưa. Con xin hát. Ai ơi đã từng về thăm nơi đất cũ chi, xin thương ghé lại nhà riêng lão sư tân thông. Về đây lại nhớ quê, thương về đây càng thấy thân, thương về đây càng vấn vương trong tình yêu ngập tràn. Hay, hay. Nơi đây bao người từng đã sống kiếp lang thang, vừa qua đến đường ngày đến chưa gió tăng trường, đời như vụt tắt hôm nay được thêm người sáng thương, lại tình yêu rộng mở đôi tay chào đón mọi người. Hay, hay. Ơi bạn ơi này, nhớ đạo ta cùng chung gì, sống ta mang tình yêu chung tay đi xây tương lai đẹp màu. Hay quá, hay quá. Sơ cũng như các bà mẹ các chị em một bài mà tự sáng tác. Xin giới thiệu, đây
là chàng nhạc sĩ đỉnh cao Cao Đỉnh. Mời cha. Dạ mời về. Nha. Dạ. Ai thuộc thì hát. Con cua nó bò dưới hang, nó giờ tan cái què hai cái càng, nó giờ cái bùng binh, nó lắc cái sàng xe. Thím hai thím thấy thím mê, thím thò tay bắt thím mê về nhà. Ô cái tàng tình tàng, ô cái tàng tình tàng. Thôi chưa? Rồi giờ bắt đầu hát này, vừa hát vừa vỗ tay. Hai, ba. Con cua nó bò dưới hang, nó giờ tám cái què hai cái càng, nó giờ cái bùng binh, nó lắc cái sàng xê. Thím hai thím thấy thím mê, thím thò tay bắt thím bê về nhà. Ô cái tàng tình tàng, ô cái tàng tình tình. Xin mời các sơ ra đây múa với cha. Rồi thôi giờ còn ai còn con cua nào thì ra đây múa. Múa bò thử đi trộn thôi. Đây vậy thì mời con cua mày ơi cua lát ca mày ơi. Rồi giờ cha múa nha. Rồi ở ngoài ai hát được thì cha múa được, chứ không hát thì sao cha múa được. Chả lẽ cha vừa cầm cha vừa hát à? Không. Rồi đây chị Huyết ra ra múa hai con cua. Thôi giờ là trước khi bắt cua có cần phải sẵn quần không? Có không? Chơi luôn. Có lần cha múa rồi ở cái ra một cái dòng chuyên su linh mục. Cái khắc sơ bỏ trời lên chân của cha trắng quá. Đấy hồi cha tập cho khắc sơ ấy. Cái khắc sơ bỏ sắn quần như thế nào cha? Bảo thì sắn càng cao càng tốt. Các thơ sơ thích lắm. Đừng vỗ tay. Có nghĩa là sắn quần càng cao bắt cua càng nhiều. Bởi vì nước sâu thì sắn quần càng cao không ướt quần. Thành ra khắc sơ thích sắn cột cao. Rồi có sơ nào đau không? Không, đây là hai con cua của cha. Cua của cha nó bóng và nó đen. Đây bắt đầu này, coi này nha. Cử chỉ từng cái một. Con cua nó bò dưới hang, nó giờ tám cái què hai cái càng, nó giờ cái bùng binh, nó lắc cái sàng xê. Thím hai thím thấy thím mê, thím thò tay bắt thím bê về nhà. Ô cây tàng tình tàng, ô cây tàng tình tình. Đâu có ai dám múa chào. Cũng một lần múa như vậy mà các sơ ở dòng ấy cha dạy cho múa ấy. Thay vì nhảy một đàn bên này thì các sơ một đàn thì nhảy đây, một số thì nhảy đây, chạm bùng binh với nhau, bể bùng binh luôn. Rồi như vậy là xong nhá, cha đã hoàn thành nhiệm vụ nhá. Dạ hoan hô cha này một cái, hoan hô cha mình nào chung mình hoan. Bây giờ tất cả nhóm của chúng ta đến đây để chúng ta cùng cảm ơn Chúa với cha cố và mọi người. Cha xin phép cha sẵn quần xuống ạ. Cha cố cứ ngồi. Đâu rồi cha Thuấn vậy? Thôi thì cha Thuấn ở trong nhà thờ cầu nguyện, còn chúng ta ở đây cầu nguyện. Chúa ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có Chúa. Chúng ta mệt, chúng ta nằm, chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa được. Chúng ta ngồi, chúng ta nói chuyện với Chúa được. Mà chúng ta đi dạo cũng nói chuyện với Chúa được, phải không? Đó. Được phép của quý cha, con xin đại diện cho quý cha cũng như nhóm các bà, các chị em ở trong nhóm thăm viếng đến đây rất hạnh phúc được phép của cha cố cũng như các
dì và các mẹ, các chị để cho chúng con có một tầm mắt nhìn vào Chúa để biết rằng Chúa rất yêu thương mọi người và Chúa luôn luôn yêu thương những người khiêm tốn. Như chủ nhật vừa qua chúng ta được nghe tin mừng thì quả thật là như vậy, các bà các chị ở đây cùng với cha cố cùng với quý dì sống rất là khiêm hạ và rất đẹp lòng Chúa. Tất cả những việc mà các bà các chị cùng hợp ý với quý dì, với nhất là với cha cố để dâng lên Chúa lời tạ ơn. Lời tạ ơn đó là gì? Lời tạ ơn đó là chị em cùng vui vẻ với nhau, chị em cùng hợp ý với cha cố để sống hòa thuận yêu thương nhau. Rất cảm ơn Chúa cũng như cảm ơn cha cố đã cho phép chúng con đến đây. Và chúng con chắc chắn rằng những khuôn mặt thân thương, nhất là khuôn mặt của cha cố, chúng con luôn luôn nhớ cầu nguyện cho cha cố cũng như quý dì và các bà, các chị em ở đây. Giờ đây chúng ta cùng nhau để tạ ơn Chúa mấy kinh lưng côi để chúng ta xin mẹ phó thác cho mẹ để mẹ dâng lên Chúa chúc lành chúc phúc cho chúng ta cũng như đặc biệt cho cha cố, quý sơ và những người phục vụ ở nơi đây cùng với các bà các chị em. Giờ đây xin tất cả chúng ta cùng đứng lên. Ai đứng thì đứng, ai ngồi thì ngồi, không sao hết, không buộc phải đứng. Xin mời nhóm ra đây hết ạ. Xin mời nhóm ra đây hết. Đâu, còn ai trốn không? 2 tuổi nhưng mà Chúa ban cho con còn khỏe, thành ra con đứng thay cho cha cố. Cha cố 82, cha này nói lộn, thật ra mới có 28 thôi. Cảm ơn cha đỉnh đã bớt tuổi của con đi ạ. Thôi giờ tất cả chúng ta hướng về Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như vườn hoa tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi trong cánh tay Người hạnh phúc ngào ngơn. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Chúng ta đọc một kinh này cha. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng. Nước cha chỉ lên khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Chúa trời ở cùng bà. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cầy nguyện danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được nghe Chúa nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng. Mẹ Maria xin mẹ nhớ những lời cầu nguyện của chúng con nhờ mẹ để chuyển đến Chúa, để xin Chúa luôn ban cho chúng con những ơn cần thiết
và đặc biệt là mẹ Edessa Kaita. Mẹ luôn ở với gia đình của chúng con đây. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn cố gắng sống trong tình yêu Chúa, đó là mến Chúa, yêu người, yêu những người anh em của chúng con gần nhau ngày càng thắm thiết hơn. Giờ đây xin quý cha cùng bác chấp lành cho tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em được mọi sự bằng an. Mình rất là cảm động về cái sự quan tâm của quý cha, với bà cố và các ông bà cô bác anh chị em đến với chúng con. Mỗi lần đến đây thì có một cái dấu ấn rất đặc biệt, là cho các cụ già được thấy cái tinh thần vui tươi của các cha, cái tinh thần hy sinh của các vị trong đoàn, và do đó mà đem lại cái nét ấm cúng trong cái bãi tắm của tình thương này. Và còn hết lòng thay mặt cho mấy ông này xin cảm ơn cha rất nhiều, cha 82, cha 60, cha 50. Dạ, tôi có các bà cố, và tất cả các anh chị trong đoàn. Thật sự thì con cũng quê dốt nát, cũng về không biết nói gì nhiều. Chỉ là sống có sao thấy vậy thì mình cũng vậy thôi. Thì hôm nay thật sự là con thấy rất là vui mừng, bởi vì sáng thì cũng chờ dữ lắm. Rất là vui mừng được các con đến và các bạn đã đến trong đoàn thì như thế là đã quên tất cả những tình thương vào đây. Cụ thể và biết là rất là công tay và để lại đây, và đặc biệt là cái mối trung thành và cái sự nhiệt tình của cha Khanh đây, để rồi cho các bạn thưởng thức những cái bàn văn nghệ, tuy là nó ngắn ngủi, tuy là nó bình thường sang như cao đối với bên ngoài, nhưng mà nó rất đậm đà cái tình nghĩa mà cha dành cho chúng con. Và thì là một lần nữa xin Chúa rất là quý cha và cái bạc cố của ông bà cô bác xưa đã đến đây với chúng con, và như mỗi năm nào có cái ngày vui này, thì đó là cái điều mà chúng con rất là vừa vui mừng vừa rất là sung sướng vì đã được sự quan tâm của nhiều người như vậy. Thì xin mời các bạn và các bạn hãy gửi cho chúng con những người các gia đình ở đây, cũng đồng thời kích lệ cho các cụ già ngày sống lâu hơn nữa, để chúng con có các công bạn thêm chút. Càng sống lâu mình càng phải ngủ nhiều, thì càng phải ngủ nhiều càng có công, mà còn rất công được hạnh phúc. Mời thưa xin Nói ra rồi. Xin kính cha cũng như tất cả các chị em. Rồi, vui bữa nay trong ngày vui đến, cầu chúc cho mọi người được sống lâu, mùa mãi luôn đậu phộng nhai mãi, ngồi cũng nhai mà nằm cũng nhai. Kính